nhà đã đến với kênh nấu ăn con gái của mẹ. Ngày hôm nay mình là ngày chay thứ hai, thì mình cũng làm miếng chay cả nhà. Sáng nay mình đi chợ mình mua một bó miếng đen này, người ta kêu miếng dông mà con, ít tinh bột dành cho những người giảm cân ha. Thì mẹ xài này, rau củ thì nhiều á, ông cải, ớt chuông, cải thìa, củ cải cà rốt nữa con, đậu que. Thì mẹ sẽ sắc rau củ để xào á, thì đi kèm với cái này là cái gì quên rồi, nấm rơm, hem, cái này gì con, hem nhiều quá không nhớ nổi, cái này là xương non, xương non nghe con. Chạy. Gia vị là đi kèm muối, đường, bột ngọt và bột nêm chay nghe con, rồi dầu với nước tương, tiêu. Bây giờ con đem ngâm hết những cái này, cắt ra con ngâm muối cho mẹ ha, rồi con ngâm sườn non để hôm mình cắt chiên nha, rồi phụ mẹ sơ chế đi. Dạ. Này con, mẹ làm xong hết rồi, sơ chế xong hết ha, rau củ mẹ cũng rửa nước muối đó rồi, nấm mẹ cũng có cái này miếng mẹ cũng ngâm rồi ha. Bây giờ con bắt dầu lên để chiên sườn non nha con. Đây để con chiên cho mẹ. Rồi chiên. Rồi chảo nóng rồi bỏ sườn non đi chiên đi con. Con chiên hơi vàng thôi là con vớt ra là nó giòn nha. Dạ. Con đừng có để vàng trên bếp nha, nó không có vàng đâu, con vớt ra hơi nó giòn rồi. Chiên sườn non thôi em, không có chiên nha con. Như vậy là được rồi con ha. Vớt ra đi, con để ráo hơi nó giòn à. Chứ không phải chiên mà vàng đâu, vậy là hơi giòn. Rồi bắt bếp. Rồi lấy dầu chiên sườn non làm hay không. Rồi, tỏi với củ hành tím nè, mình đặt giặt chứ không có lâm nhuyễn hay không. Mình xào nha, mình đặt giặt đi cho nó ngon. Thơm thôi, không để vàng. Củ hành tây còn miếng này cắt luôn cho nó ngọt. Rồi con bỏ nấm ha, nấm rơm này với con cải con kèo trước. Mắt mày to không? Ăn rau củ không thôi. Còn miếng bông cải cho mẹ. Xin bên trong á. Mẹ xào đậu e luôn. Đậu e với củ cải đỏ luôn. Thấy cái này nó hơi nâu chín á. Ớt với cải thì còn bỏ sao. Đậu e chưa? Hết rồi mẹ. Ít hơn nửa muỗng muối nha con, muỗng ăn cơm của mình nha. Rồi 1/3 bột ngọt, nửa muỗng đường. Mình cho một miếng bột nêm nữa nha, bột nêm chay nha con. Đó, bột nêm chay nè. Rồi mình sợi lột á, mình bột nêm mặn chay gì đó đủ hả. Con đậu mười lên đi. Rồi
giờ con bỏ bông cải với ớt xương đi nha. Cái này là cải thìa nên là bỏ tao cùng hết. Hấp dẫn quá mẹ ha, ngon ha. Mà thấy nó cũng có ra chút nước rồi ha, đâu có đổ nước đâu. Mình miếng mẹ chỉ ngâm thôi chứ không có sữa, không có luộc sơ nha. Bây giờ là con bỏ miếng vô nữa là con đảo dừa. Bỏ miếng vô nha con. Rau chín rồi kìa nè. Rau chín đó ngon lắm, tan gọn đã. Tới hem nữa nè, con đưa bên kia cho mẹ cái sườn non kia đi. Nó con bây giờ tới sườn non nè, con thấy nó tự giòn ha. Dạ. Một món ăn hấp dẫn vô cùng, đảo lên. Cái này chắc là rau xào miếng chứ không phải miếng xào rau quá. Ăn chay thì con ăn rau củ thì nó tốt, có một bó yến thôi. Dạ, trộn đều nó lên không ạ? Trộn đều lên, cái chảo này nó chạy, cái biết mà nó chạy nè. Nó dẫn chưa, quá chừng ngon. Xong rồi đó, giờ bỏ miếng hành vô đi con. Rồi xuống đây mình bỏ tiêu nữa. Vậy là dọn ra không mẹ? Rồi dọn, tắt nước đi. Cả nhà ơi, miếng xào cặp cảnh chay mình đã làm xong rồi cả nhà, ngon lắm cả nhà ơi. Bây giờ mình múc ra một đĩa, mình mời cả nhà bữa với gia đình bữa chiều nha. Ăn chay rất là hấp dẫn. Cho lên đây một miếng hành phi nữa nha. Đây cũng ngon nữa. Một miếng tiêu nữa. Cả nhà ơi, miếng xào chay mình đã thực hiện xong rồi cả nhà. Cả nhà thấy có ngon không cả nhà? Nếu cả nhà yêu thích video mẹ và con gái thì cả nhà bấm và chia sẻ, đăng ký giúp mình nha. Mời cả nhà dùng bữa. Chúc cả nhà chiều cuối tuần chủ nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chào cả nhà.